Bớt mơ mộng đi chị hai à. Ngày 16 tháng 7 vừa qua, trailer chính thức của bộ phim Sắc đẹp ngàn cân phiên bản Việt đã chính thức ra mắt khán giả với nhiều chi tiết hấp dẫn và hứa hẹn sẽ trở thành một trong những bộ phim Việt được yêu thích nhất năm 2017. Đây cũng là tác phẩm đầu tiên mà James Ngô giữ vai trò là một đạo diễn. Trước đây, anh luôn được biết đến như là một DOP tài năng, thì nay có lẽ Sắc đẹp ngàn cân sẽ chứng minh cho chúng ta thấy đạo diễn trẻ James Ngô còn nhiều tài năng để chúng ta khám phá hơn nữa. Đem lịch phẫu thuật vào đây ngay cho tôi. Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến Rocker Nguyễn, chàng VJ tài năng sáng giá sẽ xuất hiện với vai diễn Duy Khang, sánh vai cùng cô nàng nặng cân Hà My do Minh Hằng thủ vai. Những ngày tháng đau đớn đã qua rồi, bây giờ sẽ là lúc cô được sống cuộc sống thật sự. Hãy tận hưởng. Mình làm lại cái lỗ mũi ngay. Chia sẻ về vai diễn của mình trong Sắc đẹp ngàn cân, Rocker Nguyễn cho biết, dù là một tác phẩm được Việt hóa từ một kịch bản hơn 10 năm trước, nhưng thông qua trailer dài hơn 2 phút, chúng ta cũng thấy Sắc đẹp ngàn cân phiên bản Việt chắc chắn sẽ giữ được cái hồn của phiên bản Hàn Quốc mà vẫn đồng thời thể hiện được chất riêng của điện ảnh Việt. Qua trailer, chúng ta cũng nhìn thấy được sự đầu tư trong hình ảnh cùng với hai bài hát với giai điệu hấp dẫn và ca từ ý nghĩa là Ôm Em Mỗi Ngày và Ngôi Sao Cô Đơn, hứa hẹn sẽ trở thành những bản hit trong thời gian tới. Đừng lo, chẳng ai biết đâu. Tất cả anh còn không biết nữa mà. Welcome to a night of total terror. Ngày 16 tháng 7 vừa qua, ông George A. Romero đã chấm dứt cuộc chiến với ung thư phổi và qua đời ở tuổi 77 tại Bệnh viện Toronto. Ông là đồng biên kịch và đạo diễn bộ phim kinh điển Night of the Living Dead năm 1968. Chỉ với kinh phí 114.000 USD, bộ phim đã thu về 30 triệu USD toàn cầu và được nhận định quá thành công. Sở dĩ gọi ông là huyền thoại vì Night of the Living Dead đã trở thành nguồn cảm hứng cho hàng loạt bộ phim kinh dị thể loại xác sống khác như Day of the Dead, Land of the Dead. Ngoài ra, ông còn hợp tác với Stephen King làm nên Creepshow, The Dark Half. Bộ phim Night of the Living Dead của ông cũng tạo nên cơn sốt phòng vé. George A. Romero đã ảnh hưởng đến cả thế hệ làm phim sau này như Quentin Tarantino, Guillermo del Toro, Robert Rodriguez. Ông đã là nguồn động lực cho họ thấy việc chỉ cần chinh phục được khán giả thì doanh thu sẽ không phải là chuyện đùa, dù cho kinh phí đầu tư không lớn. Trước đó, khi thực hiện bộ phim Night of the Living Dead, ông đã phải thuyết phục đến 9 người bỏ khoản tiền nhỏ đầu tư. Thời gian gần đây, thể loại zombie đang trỗi dậy một lần nữa với những bộ phim điện ảnh hay TV series đình đám, nhưng đạo diễn Romero không quá hứng thú với điều này. Trong một lần phỏng vấn, ông thổ lộ rằng mình đã được mời đạo diễn một số tập của series The Walking Dead, nhưng ông đã từ chối. Lý do được Romero đưa ra là những bộ phim hiện nay chỉ là những tác phẩm ủy mị sướt mướt được trộn lẫn với zombie thôi. Còn với ông luôn sử dụng zombie như những nhân vật trào phúng hay mang trong đó quan điểm chính trị.